Rồi, xin chào mừng anh em trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh nha. Hôm nay mình tiếp tục làm clip về cái ruộng mới nhà mình nha các bạn. Đấy, cái view này là cái ruộng đậu bắp nhà mình mới trồng nha. Đấy, hiện tại ở dưới này nhà mình đang vào mùa mưa, thì đợt trước có trồng ớt với trồng cà chua, thì hiện tại bây giờ mình mới dẹp hai cái ruộng đó và mình chuyển sang đậu bắp nha các bạn. Đấy, mình chuyển sang hết đậu bắp nha. Nguyên một cái view này là nhà mình là trồng đậu bắp này. Cái ruộng đậu bắp này nhà mình ươm cũng phải được 15 ngày nha các bạn. Đấy, thì hiện tại ở dưới nhà mình thì vẫn xài trực tiếp bằng cái màng phủ như này nha các bạn, lên luống màng phủ này. Bữa nay là trời nó vẫn hơi âm u mưa nhá, nhưng mà cái màng phủ này nó có cái này thì cũng đỡ. Đấy, lên luống mà màng phủ nha, và trực tiếp mình bỏ hạt đậu bắp vào đây nha các bạn. Đấy, ví dụ như cái hạt này thì hiện tại mới nảy, cũng chưa nảy hết này. Đấy, còn những cái cây khác thì hiện tại bây giờ là cứ một lỗ này mình bỏ hai hột nha. Đấy, cây được 3 đến 5 lá rồi. Ruộng này thì vào mùa mưa như này thì lưu ý là anh em lên luống cao một chút nhé, tránh để trường hợp mà nước ngập nhé, nước ngập và nước đọng như này là mình hút hết nước nhé các bạn. À, mình có cái máy máy hút nước, đấy, nước dồn vào cái rãnh là mình sẽ hút hết nhé, không để tình trạng là đọng nước nhé. Cái đầu ấp này khác cái mấy anh kia là đầu ấp thì mình sẽ ươm trực tiếp cái hột của nó xuống xuống rãnh luôn nhé các bạn. Đấy, ở đây mỗi rãnh của mình là sẽ ươm hai hột. Ở đây mình trồng màng phủ nhá, màng phủ cách nhau khoảng 25 cm. Đấy, khi lên luống thì ở dưới mình có bón rải lớp phân bò ở giữa rồi nha các bạn. Đấy, mình sẽ trải phân bò ở giữa thì bắt đầu ươm hột, thì sau khi cây lớn bắt đầu mình sẽ bỏ thêm phân kích cây để cho ra cây mọc nha. Đấy, khu dưới nhà mình thì hiện tại vừa rồi trồng ớt á, thì mưa nên là cái tỷ lệ đậu khá là ít, kể cả trồng cà chua cũng vậy, cà chua đậu cũng khá ít nhá. Ví dụ nhà mình trồng hết cái view này nha các bạn. Đấy, trồng hết cái view này luôn, bên đây cũng là đậu bắp nhé, tất cả là đều lên được khoảng 2 3 lá rồi nha các bạn. Đấy, thì khi mà lên như này thì vẫn đảm bảo nước tưới cho các bạn, tránh trường hợp để khô hoặc là cũng tránh trường hợp là để cái cây nó quá bị đọng nhiều nước nhá. Đấy, mình cũng phải tránh hai trường hợp đó. Thì nhờ cái anh đậu bắp này thì khi mà có trời mưa xuống thì nước nó sẽ không bị vào cái cây các bạn, nước nó không bị vào cái cây nhiều. Đấy, với thứ hai là khi mà có cái màng phủ như này thì ở đây mình vệ sinh nó cũng dễ nè các bạn. Đấy, ở đây dưới vệ sinh khi mà có màng phủ thì cái cây này khá là dễ nha. Đấy, nhưng mà đợi cái cây này mà khi mà vệ sinh thì lưu ý là chúng ta tránh vệ sinh liền nhé, chúng ta tránh tránh làm cỏ liền nhé, đợi cây nó cứng cáp lên một chút thời gian nữa thì bắt đầu mình mới làm cỏ. Đấy, thì có cái màng phủ này cỏ nó mọc khá là ít nha các bạn, cỏ mọc khá ít và mọc ở bên ngoài đấy, vệ sinh khá là dễ. Đấy, để cho cây nó cứng lên nha các bạn. Thì sau một thời gian nữa cây cứng lên, nó lên được khoảng 5 lá gì đấy, hoặc là lên lên 7 8 lá và chuẩn bị lấy chèo á, thì bắt đầu mình kích phân nha các bạn. Kích phân. Đấy, giống này giống đậu bắp này, đậu bắp lùn nha các bạn. Nên là cái cây này nó sẽ lên thấp thấp thôi là nó sẽ ra trái nha. Trong kênh của mình còn rất là nhiều những cái video về quy trình hướng dẫn cụ thể trong cà chua, cà tím, đậu bắp nhé. Anh chị em nhớ đăng ký kênh, bấm nút đăng ký á, cập nhật nhé. Trong quá trình coi thì có thắc mắc gì cứ comment trực tiếp ở phía dưới cho mình nha các bạn. Đấy, trời sắp mưa nha. Đấy, comment trực tiếp phía dưới cho mình nhá, mình sẽ hỗ trợ giải đáp. Đấy, sắp tới mình sẽ làm những cái video về bón phân hoặc là kích cây, thì mọi người nhớ bấm nút đăng ký nha. Còn cái này là cơ bản mình review cái ruộng đậu bắp của mình nha. Giá đậu bắp bữa nay khá ổn định hơn giá ớt và giá cà chua nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nha.